Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay thì em lại lên cho các bác nhiều cái giò lan đẹp. Mã số 1 này. Giò quế trắng tháng 8 nhá. Đấy. Quế trắng tháng 8 này, đẹp long lanh luôn. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Mã số 1 của em có giá là 450 000 nhá. 450 000. Cho mã số 1 rất là đẹp. Cho nó bám vào cái lũa cũng cực đẹp luôn nhá các bác nhá. 450 000. Cho mã số 1 quế tháng 8. Kiểu đấy, kiểu trắng à. Mã số 2 này. Đấy, đây là một giò kiểu vuông lộc bắc nhá. Mã số 2 của em có giá là 260.000. 260.000. Cho mã số 2 kiểu vuông lộc bắc. Mã số 3 này các bác này. Một giò tam màu sắc này. Hoa hoa này thì về đến tay các bác chắc động tản. Các bác mua về các bác làm giống thôi. Mã số 3 của em có giá là 150 000 nhá. 150 000. Cho mã số 3. Giò này cũng tương đối đẹp đấy các bác ạ. Mã số 4 này. Một giò kiều trắng tinh nhá. 480 000. 480.000. Cho mã số 4. Số 5 này các bác này, vẫn là kiểu trắng này. Đấy, mã số 5 của em có giá là 450.000 thôi. 450.000. Cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này. Giò sơn thủy tiên họng đen. Mã số 6 của em có giá là 460.000. 460.000. Cái này thì các bác cứ yên tâm nhé. Hoa đã nở ở vườn nhà em, các bác cứ yên tâm nhé. Cho mã số 6. Số 7 này. Đấy. Giò sơn thủy tiên họng đen tiếp này. 450.000 nhé. 450.000. Cho mã số 7. Sơn thủy tiên họng đen. Tiếp theo này các bác này. Hôm nay em về được hơn 2 cân tam thất đen này các bác này. Hơn 2 cân tam thất đen. Tam thất đen xỉ nhá các bác nhá. Thì dòng này tươi nguyên nhá. Cái này tươi nó mới là hàng chuẩn nhá các bác nhá, chứ còn hàng khô nhiều khi là mua là như bọn em mua khô là bọn em không mua đâu. Đây này. Cậy ra nó đen xỉ này các bác này. Đấy. Bên trong nó đen xỉ này. Hơi khó nhìn. Đây này, các bác này. Đấy, cậy ra bên trong nó đen xì như này nhá. Tam thất đen tươi nguyên cực kỳ thơm. Cái này về các bác có thể là hầm thịt, hầm gà, hay là các bác ngâm rượu, hoặc là các bác có thể là phơi khô đi các bác nghiền nhá, nghiền bột ra các bác ăn với mật ong nhá. Hoặc đấy, cái dòng tam thất đen này thì nó tươi như này nó mới là chuẩn. Em nói thật các bác, như trên Lai Châu em ấy, thường thường là nếu mà mua khô phải chỗ thật sự quen biết bọn em mới dám mua, vì nhiều khi là dân người ta xong người ta về người ta luộc qua đi, người ta rút cốt, luộc qua thôi chứ không phải luộc kỹ đâu các bạn, luộc qua thì người ta rút cốt xong người ta lại phơi khô đi, xong họ lại bôi đất các thứ vào như này, nhiều khi là không thể nào phát hiện ra. Cho nên là cứ tươi này là em mua nha các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác mua cái dòng tam thất như này nó mới là chuẩn này. Đấy, các bác mua được những cái như này nó chuẩn, về tươi nguyên cây về dùng thì nó mới là chuẩn nhé, nó mới đảm bảo. Còn bây giờ nó rút cốt, nó rút khoảng mấy 30-40% rồi thì em nói thật các bác là mua nó rẻ bèo. Tam thất này em bán là 900.000 một cân nhé các bác nhá. 900.000 một cân, hàng tươi nguyên nhé. Em bán là hàng, bán hàng tươi đấy chứ không bán hàng khô đâu. Các bác hỏi em hàng khô này em không có đâu, nói thật các bác, em chỉ bán hàng tươi thôi. 900.000 một cân, chỗ này của em được hơn 2 cân một chút nhé các bác nhé. Bác nào mà lấy 1 cân 2 cân thì cứ báo em nhé. 900.000 một cân, tam thất đen, hàng tươi nguyên. Tiếp theo này các bác này, nhà em vẫn có cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này mà dùng với tam thất thì cực kỳ tốt nhé các bác nhé. Đấy, đây là mật ong khoái nhá. Đấy, mật ong khoái này. Mật ong khoái này thì em đang bán với giá là 300.000 một chai. 300.000 cho một chai mật ong khoái. Còn mật ong đắng nhá, cái mật ong đắng này này, mật ong này là mật ong hoa thuốc phiện thì em mật ong khoái 350.000 nhá. Còn mật ong đắng hoa thuốc phiện này nó đen đen như này này các bác này. Đấy.
Mật ong đắng thì em bán là 700.000 cho một chai, chai này chai 1 lít nhá. Đấy, bác nào mà mua Tam Thất thì lên mua kèm, mua kèm mật ong về. Các bác có thể là thái rửa sạch đi, các bác thái lát là các bác ngâm với mật ong các bác ăn trực tiếp luôn. Hoặc là các bác phơi khô xong các bác đem nghiền, xong các bác trộn lẫn mật ong ăn được, nhưng mà theo em cứ lên ăn tươi thì nó tốt nhá. Đấy. Các bác này, một giò cáo này, hoa rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy. Mã số 8 nhá, của em có giá là 480.000 cho mã số 8. Hoa tím rất là đẹp. Hai cây cáo Lai Châu. Mã số 9 này các bác này, một giò đuôi chồn to bự này. Cái này thì về các bác ở miền Bắc thì khả năng các bác được chơi hoa thôi, chứ miền Nam thì không được chơi hoa đâu. Đấy. Mã số 8 nha các bác nhá. Mã số 8 này của em có giá là 450.000. 450.000 cho mã số 8 đuôi chồn Lai Châu. Mã số 9 này. Giò đuôi chồn tiếp này. Mã số 9 của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 9 đuôi chồn nha các bác nhá. Mã số 10 này các bác này. Giò cáo hoa đẹp chưa? Đấy. Mã số 10 nhá, một cây cáo đẹp như này nhá. Mã số 10 của em có giá là 360.000. 360.000 cho mã số 10. Cái này về hoa nó rất là bền, các bác chơi hoa thoải mái nhé. 360.000 cho mã số 10. Đây. Đấy. 360.000. Mã số 11 này các bác này. Một giò cáo này, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. 5 cây nhưng mà nó có hai cái nụ thôi. Mã số 11. Một giò cáo toàn cây xếp đẹp như này nha các bác nhá. Mã số 11 của em có giá là 550.000 thôi. 550.000. Cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này, một giò son môi rất nhiều nụ luôn nhé. Rất nhiều nụ này các bác này. Đấy, nụ đầy luôn này. Đấy, nụ rất là nhiều, nụ đầy đây nhé các bác nhé. Đấy, hoa của nó thì đây. Đấy, cái này thì đã nở hoa này. Mã số 12 của em có giá là 300.000 nhé. 300.000 cho mã số 12. Mã số 13 này, cái giò này thì rất là to luôn này các bác. Thân thì dày đặc luôn nhá. Đấy. Nó cũng đang có cái nụ này các bác này, nó có đang có một cái nụ đây. Đấy. Mã số 13 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000. Cho mã số 13 son môi. Cái này hoa nó quanh năm nhá các bác nhá. Mã số 14 này. Giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này, đẹp chưa các bác? Đấy, thân rất là dài nhá. Mã số 14 của em có giá là 250.000. 250.000. Hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Đấy. Thân rất là đẹp. Mã số 15. Vanda Uyên Ương nhé các bác nhá. Vanda Uyên Ương hoa rất đẹp thơm nhá. Mã số 15. Đấy, của em có giá là 250.000. 250.000. Rễ nó đã bắt đầu bám đây này các bác này. Rễ nó đã bắt đầu ra, nó đã bám này. Cho mã số 15. Mã số 16 này. Thanh đạm sữa. Đấy, hoa của nó đây này các bác này, hoa rất là thơm luôn nhé. Mã số 16 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 16.
Mã số 17 này các bác này, vẫn là thanh đạm sữa tiếp này. Cũng 250.000 nha các bác nhá. Đang rất nhiều nụ ấy, những cái này đang rất nhiều nụ nha các bác nhá, chứ không phải là nó có mấy bông hoa không, mấy bông hoa này nè là nó ra bói sớm. Mã số 17 này các bác này, một giò hai đuôi công này. Mã số 17 của em cũng có giá là 250.000 nhé, 250.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này, đây là chồn nhé, chồn này là em vừa ghép xong nhé, đấy, chồn em vừa ghép xong. Mã số 18 của em có giá là 250.000 nhé, à 200 thôi, lấy các bác 200 thôi, 200.000 cho mã số 18, ba cây xếp cực đẹp như này nhé, 200.000 cho mã số 18. Mã số 19 này, cái này có 5 cây nhưng mà nó nhỏ hơn, cũng 200.000 nhé, cũng 200.000 cho mã số 19. Cái này là em vừa ghép nha các bác nhá, hàng bóc rừng em vừa ghép, em ghép luôn để cho các bác về các bác chơi nhá. Đấy. Cái này thì em đã phun thuốc kích rễ các kiểu hết rồi, về các bác cứ treo lên chăm tưới bình thường. Cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này. Đấy. Trồng theo cái kiểu thế mẹ con rất là đẹp này các bác này. 1 cây 2 3 4 5 6 7. Đấy. Trồng theo thế mẹ con nhá. Cũng 200.000. Cũng 200.000. Cho mã số 21. Mã số 22 này các bạn này, một giò u lồi này. To bự như này nhá. Mã số 22 của em có giá là 500.000, riêng cái này đến màu hoa thì không dưới tiền triệu đâu các bạn ạ. Mã số 12 của em có giá 500.000 nhá. Cây nó đang phát triển rất là mạnh về các bác chăm vì nó thuần rồi. Cho mã số 22. Mã số 23 này, một cây đuôi chồn to đẹp nguyên bản như này nhá. Mã số 23 của em có giá là 200.000. 200.000 nhé các bác nhá. Cái hoa này về nó sẽ tàn, các bác không được chơi hoa đâu nhá. 200.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này. Một giò cáo này. Rất là VIP nhá. Ba vòi hoa, ba cây ba vòi hoa. Mã số 24 của em có giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000. 4 vòi hay 3 đâu? 4 vòi à? À 4 vòi hoa nha các bác nhá. 4 vòi hoa. Cho mã số 24. Rồi. Mã số 25 này các bác này, một chậu kiều tím yên tử giống này. Hàng này hàng giống nha các bác nhá, nhưng mầm gốc nó đang ra này. Những cái mầm gốc như này nó ra nó sẽ vượt cây mẹ của nó lên đến tận đây nhá các bác nhá. Nó sẽ to gấp đôi gấp ba cây mẹ luôn. Đang có một mầm gốc, 2 3 4 5 cái mầm gốc này. 6 cái mầm gốc này. Mã số 26 nhá. Mã số 26. 26. Kiều này là kiều tím yên tử nhá các bác nhá. Kiều này hoa cực kỳ tím. Của em có giá là 300. Thôi lấy các bác 300.000 ạ. 300.000. Cái gì? 300.000 nhá các bác nhá. Tiếp theo này các bác này. Mã số 27 này. Đấy, mã số 27 nhá. Một cây cáo phân nhánh như này. Đấy, phân nhánh này nhá các bác nhá. Mã số 27 của em có giá là 650.000 nhá. 650.000. Cho mã số 27, em nói thật các bác chứ cái cây này nó mà không bị mất mấy cây lá gốc, nó không dưới 800.000 cái cây này đâu. Nó bị mất mấy cây lá gốc. 650.000. Cho mã số 27. Cáo phân nhánh. Mã số 28 này các bác này, một giò kiều vuông lộc bắc tiếp này, 350.000. 350.000. Cho mã số 28 nhé. Mã số 28. Kiều vuông lộc bắc. Mã số 29 này các bác này. Một giò kiều trắng nhá, nụ đây này các bác này, nụ trắng tinh nhá. Cái dòng này là dòng hoa đột biến hoa trắng nhá.
Mã số 29 của em có giá là 1 triệu 200 nghìn nhé. 1 triệu 200 nghìn cho mã số 29. Mã số 30 này, một giò nhạn này, hoàng nhạn này, một nụ, hai nụ này, ba nụ này, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ. Mã số 30 nhá, của em có giá là 550.000. 550.000, 2 4 có 6 cái nụ nha các bác nhá. 550.000 cho mã số 31 nhá. Hoàng nhạn mã 31 nha các bác nhá. Mã 32 này, một giò cáo to bự luôn này. Rất là nhiều thân này, đang có một cái nụ thôi. Cái này thì đang có một cái nụ thôi. Mã số 32 nhá. Của em có giá là 850.000. 850.000. Đấy, một giò rất là đẹp này các bác này. Cho mã số 32. Số 33 này các bác này, một cây cáo nguyên bản này. Này nó ngược sáng lên hoa nó, các bác xem nó không nó nổi hoa, nhìn ngoài rất là tím này mà nó ngược sáng. Mã số 33 nhá, 200.000 thôi các bác nhá. 200.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này. Một giò cáo như này nhá. Đấy, hai cái nụ, một nụ nhá, hai nụ này, hai cây xếp rất là đẹp nhá. Hai cây xếp rất là đẹp. Mã số 34 nhá. Của em có giá là 380.000 thôi. 380.000 cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này, một giò quế trang tháng 8 này. Đấy, cây to cây dài này, đến tháng 8 này nó sẽ ra hoa. Mã số 35 của em có giá là 480.000 nhá. Thôi lấy các bác 450.000 thôi. 450.000 cho mã số 35. Số 35 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.